Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một số nội dung chính. Gắn biển công trình sản phẩm chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới đại hội đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục hướng tới đại hội đảng bộ thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 5, Công đoàn Cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng tổ chức lễ gắn biển công trình sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, công trình sản phẩm mang tên Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất thử nghiệm cây giống một số loài lan rừng quý phục vụ nhu cầu sản xuất hoa lan tại Bảo Lộc. Công trình có sự tham gia của Ban Giám đốc và Phòng Khoa học và Chuyển giao Công nghệ. Công trình được xây dựng nhằm khảo sát được các giống lan rừng có giá trị kinh tế cao, hoàn thiện các quy trình nhân giống một số giống lan rừng in vitro cho hệ số nhân cao. Cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng đều, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, góp phần bảo tồn và phát triển các giống lan rừng bản địa, khắc phục tình trạng suy kiệt tài nguyên thiên nhiên, tạo thêm công ăn việc làm cho các nhà sản xuất và nuôi trồng lan. Mô hình trồng lan còn góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, thúc đẩy du lịch sinh thái phát triển, tạo dựng mô hình liên kết khoa học, sản xuất, phục vụ trực tiếp các chương trình kinh tế, xã hội. Được biết, công trình được khởi công thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020 tại Phòng Thí nghiệm Nuôi Cấy Mô, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng. Công trình có tổng giá trị 120 triệu đồng, hiện đã nhân giống in vitro được hai loài lan rừng có giá trị kinh tế cao, cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng đều, thích hợp với quy mô sản xuất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cây giống cho địa bàn thành phố Bảo Lộc. Chi bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Văn hóa Thông tin, Y tế Tư pháp vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ qua và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Chi bộ hiện có 4 tổ đảng với 16 đảng viên, trong đó 4 đảng viên nữ. Thời gian qua, chi bộ đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, duy trì thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc. Qua đó đã phát huy được vai trò trách nhiệm và tính chủ động sáng tạo trong mỗi cá nhân đảng viên, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, duy trì nền nếp sinh hoạt, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc thù của đơn vị. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành các nhiệm vụ giao. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, tất cả đảng viên trong chi bộ đều đạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, toàn thể cán bộ đảng viên chi bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Văn hóa Thông tin, Y tế Tư pháp thành phố Bảo Lộc ra sức thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng chi bộ vững mạnh tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ tới. Chiều ngày 26 tháng 5, chi bộ Hội cựu chiến binh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Bảo Lộc đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Hội cựu chiến binh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Bảo Lộc có 8 đồng chí, với chức năng xây dựng tổ chức hội cựu chiến binh, tổ chức đoàn, hội, đội và tập hợp thanh thiếu nhi vào sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã lãnh đạo các cấp bộ hội cựu chiến binh, cấp bộ đoàn trong toàn thành phố và đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức hội đoàn các cấp, xây dựng và triển khai cho tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.
100% đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt ở khu dân cư, nơi cư trú. 100% các gia đình cán bộ đảng viên trong đơn vị được bình chọn là gia đình văn hóa. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, song trong nhiệm kỳ qua, tập thể đảng viên chi bộ luôn nêu cao tinh thần, ý thức chủ động sáng tạo trong công việc, cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ, hoàn thành tốt chuyên môn của đơn vị. Đại hội đã tiến hành bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Xuân Ngân, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tiếp tục được tín nhiệm tái cử bí thư chi bộ. Đồng chí Đỗ Mạnh Tường, bí thư thành đoàn tái cử phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Văn Ninh, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng đã về dự và chỉ đạo đại hội. Tính đến nay, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Bảo Lộc có gần 500 hội viên sinh hoạt tại các tổ chức xã phường trực thuộc Thành hội Bảo Lộc. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong Bảo Lộc đã lãnh đạo các cấp hội cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, động viên giúp đỡ các hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù các hội viên đều đã cao tuổi, nhưng hội viên luôn nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu thanh niên xung phong nêu cao gương sáng, làm theo lời Bác dạy, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội và làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, cùng chúng ta xây dựng Bảo Lộc ngày càng phát triển giàu đẹp. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong Bảo Lộc đã xây dựng được nguồn quỹ hội gần 340 triệu đồng, đóng góp gần 28 triệu đồng cho nguồn quỹ của tỉnh hội. Hội đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng 4 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 265 triệu đồng. Làm sổ tiết kiệm tặng 7 hội viên nghèo tổng số tiền 35 triệu đồng. Trao tặng quà vào các dịp lễ Tết cho hội viên, người nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách và học sinh con cháu cựu thanh niên xung phong với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng. Cùng với đó, nhiều hội viên cựu thanh niên xung phong đã vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất, trở thành những tấm gương điển hình tiên tiến để mọi người học tập noi theo. Dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong Bảo Lộc vinh dự được Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng bầu ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong khóa mới với 15 đồng chí. Ông Nguyễn Đức Minh được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Bảo Lộc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức ban hành quyết định số 505 sửa đổi bổ sung một số điều tại quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. Theo đó, quy định đã bổ sung hai đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, gồm chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Việc giảm trừ mức đóng cho các thành viên tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định này chỉ được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Quyết định cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động đóng gồm thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, thân nhân của công an phục vụ trong công an nhân dân, thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. Tiếp tục là các thông tin khác. Với xu thế hội nhập nền kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh cao, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Điện lực Bảo Lộc đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ngành điện qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Mọi giao dịch với khách hàng như tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng liên quan đến cung ứng điện, sửa chữa, sử dụng điện đều được tiếp nhận qua cổng thông tin chính phủ http://dịchvucong.gov.vn, qua tổng đài 1900 1006 hoặc 1900 9000 đến khi giải quyết xong yêu cầu của khách hàng, đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, với việc mở rộng các kênh giao dịch, khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ của ngành điện thông qua các hình thức trực tiếp tại phòng giao dịch điện lực để được hướng dẫn hoặc gián tiếp qua điện thoại, website, email. Quý
vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình về nhân sự, văn kiện, bảo đảm sự thống nhất theo thời gian và quy định. Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Bảo Lộc đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo theo tinh thần, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ đảng viên và nhân dân, đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, phương pháp và thời gian. Thành ủy Bảo Lộc đã nhiều lần tổ chức họp bàn về các vấn đề liên quan và đã thành lập 4 tiểu ban, gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban bảo vệ, hậu cần, cùng các tổ giúp việc chuẩn bị cho công tác đại hội đảng. Các tiểu ban sau khi thành lập đã triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Qua trao đổi, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu cho biết, các tổ chức cơ sở đảng trong thành phố đã triển khai rất tốt, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc từ việc quán triệt chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các nội dung hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy về việc triển khai đại hội đảng các cấp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội ở cấp mình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Hiện nay, toàn thành phố có 69 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội điểm thuộc 3 khối xã phường, doanh nghiệp và trường học. Đó là Đảng bộ phường Lộc Tiến, Đảng bộ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị và chi bộ trường Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc. Qua kết quả đại hội cho thấy, việc thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư là việc làm đổi mới. Số ủy viên cấp ủy được đại hội bầu theo đúng như dự kiến. Các đảng viên phấn khởi hơn vì được trực tiếp bầu ra các đồng chí lãnh đạo đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Theo đánh giá các văn kiện đại hội của các chi đảng bộ trực thuộc, nhìn chung đầy đủ nội dung, đạt yêu cầu, đánh giá đúng thực trạng, định hướng cụ thể. Đối với các tổ chức cơ sở đảng không phải khối xã phường tổ chức đại hội trong tháng 5, riêng các tổ chức cơ sở đảng, 10 đơn vị xã phường còn lại, tổ chức đại hội trong cùng một thời điểm là ngày 4 và ngày 5 tháng 6 năm 2020. Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Văn Triệu cho biết, nhân sự nhiệm kỳ này ở cấp cơ sở đều đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu độ tuổi, có sự chuyển biến rõ nét, tỷ lệ cán bộ trẻ được tăng cường, trình độ năng lực được nâng lên so với nhiệm kỳ trước một cách rõ rệt. Tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ cấu cấp ủy đúng theo quy định. Việc chuẩn bị tốt các khâu trên cơ sở đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nhất là với khâu chuẩn bị nhân sự, đảm bảo kỹ lưỡng chặt chẽ, tôn trọng dân chủ. Thì đến giờ phút này là chúng tôi đã có văn kiện đại hội của thành phố, trong đó cái báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 là gửi đến dưới chi bộ rồi. Năm nay, đợt này và nhiệm kỳ này chúng tôi mở rộng dân chủ trong đóng góp văn kiện. Đó là gửi xuống cho toàn thể đảng viên, các chi bộ sinh hoạt chuyên đề tháng 4 là chỉ có đóng góp văn kiện. Chuyên đề tháng 4 của chi bộ và toàn thể đảng viên thành phố là đóng góp văn kiện trung ương và đóng góp cho văn kiện của thành phố trong cái sinh hoạt chuyên đề đó. Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc xác định công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định sự thành công của đại hội. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trình tại đại hội, trong đó chú trọng việc đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ qua, những mặt đạt được, mặt chưa được trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ. Đặc biệt đi sâu vào kiểm điểm, nhận xét những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, phù hợp với đặc điểm, tiềm năng thế mạnh của địa phương. Về nhân sự, Thành ủy xác định nâng cao chất lượng đội ngũ ban chấp hành trên cơ sở kiểm điểm đánh giá đội ngũ ban chấp hành hiện tại, căn cứ vào quy hoạch cán bộ, xem xét bổ sung nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo về cơ cấu, nhất thiết không vì cơ cấu mà đưa vào ban chấp hành những đồng chí không đủ tiêu chuẩn. Về nhân sự, chúng tôi đưa ra rất nhiều vòng, làm 5 bước theo quy định của Trung ương. Tất cả các đồng chí được quy hoạch, được bổ sung quy hoạch, những đồng chí mà có triển vọng đều đưa vào đề án nhân sự để tập trung dân chủ bàn bạc và đưa ra một cái danh sách tốt nhất. Năm nay thì theo quy định của Trung ương thì thành phố Bảo Lộc còn 41 ban chấp hành nhiệm kỳ tới 41. Thì như vậy chúng ta cũng phải ít nhất chúng ta phải chọn cho được khoảng 46, 47, 50 đồng chí ứng cử viên để chọn lấy 41 cấp ủy viên mới
cho nhiệm kỳ 2020-2025 để gánh vác trách nhiệm. Chúng tôi luôn nói với các đồng chí nhiệm kỳ cũ, nhiệm kỳ mới, các đồng chí cấp ủy, các đồng chí cán bộ hiện nay, những ứng cử viên, chúng ta phải xác định rằng chúng ta nhận nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân để phục vụ nhân dân. Cho nên là mỗi đồng chí ta phải có cái ý chí vươn lên, tiên phong gương mẫu, rồi hăng say công việc. Chúng tôi mong muốn rằng là tất cả chúng ta đều hăng say, nhân dân chúng ta hăng say lao động sản xuất, thi đua rộng xuất, thì các ứng cử viên đều phải hăng say. À, những đồng chí nào mà không hăng say, không cầu tiến bộ, không có ý chí tiến thủ vươn lên thì chắc chắn sẽ khó khăn trong cái đợt bầu cử này. Bảo Lộc những ngày này đang rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, phấn khởi tin tưởng trước những kết quả to lớn về kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2020, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí sẵn sàng đón chờ cơ hội phát triển mới. Thành phố Bảo Lộc quyết tâm tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ lần thứ 6, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 và Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13. Kính thưa quý vị, tiếp theo nội dung sơ lược đảng bộ qua các thời kỳ trong chương mục hôm nay, chúng tôi mời quý khán giả cùng theo dõi lại sơ lược đảng bộ huyện ủy Bảo Lộc khoa 4, khoa 5 từ năm 1979 đến năm 1985. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Bảo Lộc khóa 4, nhiệm kỳ 1979-1981 được tổ chức tại hội trường ủy ban nhân dân huyện Bảo Lộc từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 1979 với sự tham gia của 126 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 664 đảng viên của 38 tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 35 đồng chí, ban thường vụ gồm 11 đồng chí, cụ thể như sau. Đồng chí Hào Hy Do được bầu giữ chức vụ bí thư huyện ủy. Đồng chí Cao Hồng Lĩnh, phó bí thư huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, phó bí thư huyện ủy. Đồng chí Trần Tấn Công, phụ trách quân sự. Đồng chí Vương Khả Bảy, phụ trách công an. Đồng chí Trần Hương, phụ trách dân vận. Đồng chí Đào Văn Bang, trưởng ban kinh tế huyện ủy. Đồng chí Lê Văn Năm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Bích Bí, bí thư đảng ủy thị trấn Bà Lao. Đồng chí Hồ Văn Viên, phụ trách công ty dâu Tầm Tơ. Đồng chí Trịnh Văn Khiêm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Đến kỳ đại hội thứ 5, nhiệm kỳ 1982-1985, đại hội được tổ chức thành hai vòng. Vòng 1 diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 1981 đến ngày 2 tháng 1 năm 1982 tại hội trường huyện ủy với 124 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết, 13 đại biểu dự thính thay mặt cho 784 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng. Tại vòng 1, đại hội đã thảo luận góp ý các văn kiện đại hội 5 và văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Vòng 2 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 năm 1983. Sau khi đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 1979-1981, đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ mới, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 35 đồng chí. 9 đồng chí đã được bầu chọn vào ban thường vụ. Đồng chí Trần Thành được bầu giữ chức vụ bí thư huyện ủy. Đồng chí Hoàng Giang, phó bí thư huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Viên, phó bí thư huyện ủy. Đồng chí Trần Tấn Công, phụ trách quân sự. Đồng chí Trịnh Văn Khiêm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Trần Hương, phụ trách dân vận. Đồng chí Trần Văn Vỡ, từ Cửu Long, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Đồng chí Bùi Thuận, bí thư đảng ủy thị trấn Bà Lao. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, trưởng ban tổ chức huyện ủy. Thưa quý vị, như vậy là quý vị vừa theo dõi lại một số nội dung cũng như hình ảnh tại các kỳ đại hội lần thứ 4, lần thứ 5 Đảng bộ huyện Bảo Lộc. Nội dung về các kỳ đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lộc lần thứ 6, thứ 7 và thứ 8 sẽ được chúng tôi tiếp tục tổng hợp và thông tin đến quý vị trong chuyên mục và chương trình thời sự lần sau. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chú ý đón xem. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.